Tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thay đổi logo trên trang YouTube. Rồi, trước hết quý vị hãy vào trang YouTube của quý vị này. Ok chưa? Rồi, ở cái phần logo đây này, quý vị hãy chọn vào chỉnh sửa ảnh hồ sơ này. Rồi, thì cái phần này là tùy chỉnh kênh thì quý vị hãy chọn xây dựng thương hiệu này. Rồi, quý vị để ý đến cái logo của quý vị này, quý vị chọn thay đổi này. Đến đây quý vị tìm đến cái đường link mà quý vị đã lưu cái logo của quý vị trong cái ổ cứng. Quý vị lưu ý là quý vị phải chuẩn bị logo từ trước. Ok chưa? Rồi, ở đây KTV sẽ chọn cái logo và chọn Open này. Rồi, ở đây quý vị có thể để nguyên hoặc là quý vị có thể để con chó chuột vào và di chuyển theo ý của quý vị. Rồi, xong rồi quý vị chọn xong này. Ok. Tiếp theo, cái phần bên dưới đây này là cái hình mờ cho video. Đó, thì mỗi khi quý vị đăng một cái video lên và người xem đến cái phần kết thúc thì họ sẽ có cái logo mờ chạy ở cuối, ở cái đoạn cuối của video của quý vị. Ok chưa? Rồi thì quý vị cũng thay đổi này, quý vị chọn thay đổi này, quý vị cũng chọn đến cái đường dẫn logo này, Open này. Rồi quý vị chọn xong này. Ok, quý vị chọn xuất bản phía bên trên góc tay phải màn hình này. Rồi, đó, vậy là cái logo của quý vị đã được thay bằng một cái logo mới. Ok, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.